mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng, nếu như các ngươi có thể dẫn tay ra biên, như vậy nhất định là phải tranh thủ tại cuối cùng trận chung kết giai đoạn tiến vào trước 6. Tiến vào trước 6, ban thưởng sẽ phi thường phong phú. Các ngươi cũng đã cảm thụ qua long tinh. Long thủy chỗ tốt trước 6 đều là có long tinh hoặc là long thủy ban thưởng. Bài xanh càng là gần phía trước, ban thưởng càng là phong phú. Huống chi làm người có thu hoạch được tên thứ nhất liền tiến vào trong một lần long giới đặc thù ban thưởng. Đây chính là trước kia không có. La Lan đại nhân để cho các ngươi chuyển cáo người. Nếu như người có thể được đến tên thứ nhất, hắn cũng có lễ vật cho người. Lam Yên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ký kết ngàn năm khế ước chỗ tốt lúc này liền hiện ra. Hoàng gia đối với bọn hắn thành thật với nhau, hơn nữa còn tiềm ẩn đạt được mặc khủng long kỵ sĩ là làn duy trì. Thế nhưng thật muốn tranh đoạt tên thứ nhất sao? Lam Yên Vũ hướng về Bạch Tú Tú nhìn lại, hắn như trước là hướng về Bạch Tú Tú cam đoan qua. Bạch Tú Tú hướng hắn mỉm cười, sau đó hướng về Hoàng Nguyên Lãng hỏi. Đại ca, nếu như chúng ta cầm tên thứ nhất, thân là tọa long ta có phải hay không cũng có thể cùng với tỷ tỷ ngồi một chỗ tiến vào long giới. Hoàng Nguyên Lãng cười nói, đương nhiên là có thể. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tọa long bản thân liền chính là long kỵ sĩ một bộ phận, lần này là các người chung nhau vinh quang. Hảo hảo, vậy thì chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vừa nói nàng hướng Lam Minh Vũ mỉm cười. Ngươi ở đâu ta liền ở nơi đó, đồng sinh cộng tử. Lam Minh Vũ trong đầu quanh quẩn tại làm bạch bạch tù tù đã từng nói ra, tâm ý của nàng hẳn đã hiểu. Chúng ta hiện tại trước đứng mặt sức xa tưởng tượng đoạt giải quán quân loại hình sự tình. Một cửa qua đi, thi đấu vòng tròn cũng đã là rất khó quá trình. Các ngươi tổ này mặc dù không sống ta cái kia tổ khủng bố như vậy, nhưng đối thủ cũng khá cường đại, ta cho các ngươi nhất giới thiệu. Tại các ngươi tổ này bên trong có hai tên trung vị long tộc, mặc dù bọn hắn đều là trung vị long tộc là người nổi bật, nhưng tin tưởng ít nhất làm đối với bọn hắn là không có vấn đề gì cả. Cũng là chúng ta cho xây dựng ra một chút an bài trước ba trận hai cái, ta liền bất quá liền giới thiệu, làm ngươi chỉ cần không nương tay, tu tu đối phó bọn hắn cũng đã là không có vấn đề gì cả. Sau đó nói thực lực đến ngược thứ ba cái kia, đếm ngược thứ ba vị này là thượng vị long tộc, thực lực đại khái cũng là không kém bao nhiêu. Nói đến đây Hoàng Nguyên Lãng mặt hơi đỏ lên, tiếp tục nói, hắn gọi. Ngay sau đó hắn bắt đầu làm Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú một lần nữa phân tích đối thủ tình huống. Không thể không nói, hoàng gia đối với lần này thằng lòng đại tái cực kỳ là trọng thị. Đối với Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú, tiên tổ đối thủ đều là điều tra vô cùng đi sâu. Mà nghe hắn giảng giải, Lam Hiền Vũ sắc mặt cũng bắt đầu trở lên trên dần dần ngưng trọng lên. Nhất là làm Hoàng Nguyên Lãng nói ra thượng viện long tộc nhóm am hiểu các loại năng lực lúc đó, hắn cũng không nhịn được nhíu mày. Đối thủ mạnh mẽ là rõ ràng, Tề Thiên Long cũng không phải duy nhất đoạt giải quán quân đứng đầu, cũng vì hắn ngang nhỏ cấp độ tồn tại vậy mà số lượng cũng không ít. Các đại gia tổng đối với thế hệ tuổi trẻ đều là gắng sức bồi dưỡng, thượng vị long tổng cũng không cùng giống như Hoàng Nguyên Lãng sắc sửa như vậy. Làm nhiệm vụ bọn hắn tổ này liền có ba tên thực lực cực kỳ đối thủ cường đại, đều là xương cứng, mong muốn theo bọn hắn cạnh tranh bên trong chỗ hết ra tài năng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thi đấu vòng tròn tranh tài quá trình bên trong, các người cũng phải có một chút ý nắm chặt hết thảy thời gian tới khôi phục của mối trình đốn. Đây cũng là vì cái gì cho các người long thủy cùng với long tinh nguyên nhân. Long thủy long tinh có khả năng gia tốc các người tốc độ khôi phục, thế nhưng mà quá mức trầm trọng thường thế cũng sẽ vô cùng phiền phức, cũng không thể khôi phục tới. Đây chỉ là nhường làm ra tay độc ác nguyên nhân, cho nên ở trong trận đấu chỉ có thể là để tránh bị trọng thương. Nếu như chuyện không thể làm, yên tĩnh chịu thua chứa cũng không cần điều mạng. Thi đấu vòng tròn một cái kỹ xảo chính là chỉ có thể là nắm chín trận đấu đánh xong, chỉ có đều đánh xong toàn bộ tranh tài mới có ra biên khả năng. Một khi bị thương nặng đằng sau đều không thể ra sân, thực lực kia mạnh hơn cũng không có chút ý nghĩa nào. Hoàng Nguyên Lãng lúc này giống như là một cái huấn luyện viên đối với Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú rất là ân cần, nắm hoàng gia tổng kết ra kinh nghiệm sao hơn tất cả đều giảng giải cho hai người. Đại ca, cái kia những người dự thi khác có thể hay không cũng có tính nhắm vào chiến thuật? Bạch Tú Tú hỏi. Hoàng Nguyên Lãng nói, khẳng định sẽ có. Thăng Long đại tái đối với mặc cho người nào đó đều nói được cực kỳ trọng yếu, cho nên chúng ta có thể làm cũng chỉ là hết sức nỗ lực. Các ngươi lâm vào trong chẳng phát huy mới là trọng yếu nhất. Chuẩn bị đã coi như là hết sức đầy đủ, nhưng cuối cùng có thể hay không đi đến lý tưởng kết quả, vô luận là Hoàng Nguyên Lãng hay là Hoàng Đạo Ký cũng đều không rõ ràng. Nhưng mà đối với bọn hắn tới nói, trọng yếu nhất cũng không là cuối cùng bài danh Thăng Long đứng đầu, chỉ cần điều này, kỳ thật lần này Hoàng Sa liền đã rất là hài lòng. Huống chi làm còn thu được Kim Long công chúa tên hiệu, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, các đại gia tộc đều đã là dục dịch.
Phải biết rằng tại trong lòng Tống, một tên huyết thống mạnh mẽ mẫu lòng như trước là muốn so với rồng được chịu hoan nghênh trình độ lớn, coi như là lòng kỵ sĩ đều sẽ có ý tưởng, huyết thống quyết định hậu đại, vợ chồng hai bên đều có mạnh mẽ huyết thống, đàn sinh ra hậu đại yếu tố khả năng liền lớn. Long tộc ban đầu liền sinh sôi khó khăn, mỗi một lần sinh sôi đều là chuyện cực kỳ trọng yếu. 18 lòng kỵ sĩ bên trong chỉ có hai vị nữ tính lòng kỵ sĩ, cái này cũng có thể thấy được nữ tính cường giả tại trong long tộc là cỡ nào hiếm có, mà hai vị kia nữ tính lòng kỵ sĩ trưởng phù đều là các nàng tọa long. Bởi như vậy, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú có thể tại lần này thăng long đại tái bên trên thu hoạch được cái gì thứ tự, kỳ thân xa còn lâu mới có được bọn hắn ký kết ra xuống tới ngàn năm khế ước trọng yếu. Thăng long đại tái 10 năm một lần, Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ coi như lần này không được, còn có lần nữa đấy. Dù sao tại Hoàng Đạo Kỳ trong lòng, các nàng mới là vừa vặn theo trong Hoàng Dạ Long Tông trở thành chính thức long tộc, tu luyện long lực tối thể chi pháp để không có bao lâu thời gian, làm cho thấy thiên phú đã đầy đủ kinh diễm. Lại cho nàng 10 năm, thăng long đại tái vị trí đầu não đoán chừng là trốn không thoát, tương lai lòng kỵ sĩ đều có thể. Duy nhân có một chút đáng tiếc, liên la đi tới long giới cơ hội, đối với long tổng tới nói đây mới là trần quý nhất bàn thưởng. Thông qua lần này thăng long đại tái, thấy Lam cùng Bạch Tú Tú tiềm lực tại trong thêm ký kết ra ngàn năm khế ước, hoàng gia cơ bản mục đích liền đã đạt thành, nhất là ngàn năm khế ước, có phải phẩm chất khế ước tại đó, liền không cần tiếp tục muốn lo lắng có người sẽ đem các nàng cướp đi. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan đối với cái này khế ước cũng vô cùng coi trọng, đối với Hoàng Nguyên Lãng lời thề ra cờ ca ngợi, cho nên mấy ngày này, Hoàng Nguyên Lãng tâm tình tốt cực kỳ, hắn nguyên bản đều đối với chính mình cùng với Lam ở giữa sự tình có một chút thiệt vọng, nhưng bây giờ có ngàn năm khế ước, tại không có cái gì càng lựa chọn tốt tình huống phía dưới, hắn cảm giác chính mình vẫn còn có cơ hội, tề thủy trường lưu nhà cũng là không cần cuống cuồng, mà lại là Tú Tú nếu như là làm tọa long, còn không cần lo lắng nàng tương lai gả cho tọa long quả thực là hoàn mỹ. Thăng long đại tái tiến vào trong thi đấu vòng tròn giai đoạn, cũng mở ra đặc sắc nhất giai đoạn, tiếp xuống mỗi một trận đấu không thể nghi ngờ đều là phi thường kịch liệt. Các đại gia tộc đã tại khu trường gõ trống chế định lấy chiến thuật, thi đấu vòng tròn cùng với đấu vòng loại không giống nhau, đấu vòng loại chỉ cần là giành thắng lợi là có thể, nhưng thi đấu vòng tròn lại có thể sử dụng rất nhiều chiến thuật, nhưng gia tộc chính mình cường giả có thể có thêm cơ hội nữa hướng về phía trước, cho nên âm thầm bố trí cũng không chỉ là hoàng gia mà thôi, gia tộc khác sao lại không phải như vậy. Đương đương dương quang lại một lần nữa bay lên trên thờ điểm, thăng long đài bao phủ bên trên một tầng vàng mịt mờ hào quang. Hôm nay thăng long thánh, bầu trời xanh vạn dặm không mây, cao ngất thăng long đài có thể thấy rõ ràng, theo mặt đất đều có thể thấy đỉnh chóp. Tất cả long tộc đại đạo đã bị tận lừng quét sạch qua, sạch sẽ không dính một hạt bụi, do các tộc tạo thành là hành vệ quân chuyên môn thủ hộ tại trong long tộc đại đạo hai bên, ngăn cách xa lấy đám người xem náo nhiệt. Dần dần thì từng tiếng kéo xài long ngâm vang lên, từng đạo to lớn hoặc là mảnh khảnh thân ảnh bắt đầu xuất hiện ra tại long tộc trên đại đạo. Bọn hắn kéo ra lấy long tộc đại đạo tiến lên, mà đến vượt qua long tộc trên đường lớn, một đạo bị bắc dâng lên trên đường về sau, mới có thể dương cánh bay cao, phóng lên tận trời, bay lên trên thăng long đài, có thể hấp dẫn người ta nhất chú ý ra lại cũng không là những cái kia thân thể khổng lồ long tộc, mà là những người kia hình bộ sáng tồn tại. Bọn hắn đại biểu mới là huyết thống tối vị cao thượng thượng vị long tộc, mỗi một vị dạng này long tộc xuất hiện đều sẽ khiến cho hiện trường một mảnh gieo hò, nhất là làm hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh cùng với lúc trước xuất hiện tại long tộc bên trên đường lớn thời điểm đó, chấn thiên tiến hóa hoàn hồ là càng là vang vọng thẳng long thành. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên người, Hoàng Nguyên Lãng đã tự động bị dân chúng không để ý đến. Kim Long Công Chúa tiếng hô thật sự là quá mức mãnh liệt. Hôm nay Lam Hiên Vũ, người mặc màu trắng trang phục bình thường, mềm mại vái tóc hoàn toàn là không ảnh hưởng đến thân thể của hắn bất kỳ động tác gì. Tóc xài rối tung tại sau lưng, tuyệt mỹ dung nhan tại trong ánh nắng sáng sớm chiếu rọi đến, tươi đẹp xúc động lòng người. Nàng sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, những nơi đi qua phang phất đều có lạnh lẽo mang theo, nhưng cái này lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới nàng nhân khí. Thân trượng sinh ra, tương thương là tại thời gian nhất ngắn ngủi xuất hiện ra, long tộc xuất hiện ra thần tượng rất nhiều, mỗi một thời đại cơ hồ đều có, nhưng khoảng cách dân chúng càng gần, liền càng dễ dàng bị dân chúng chỗ yêu thích.
còn chưa trở thành thần cấp cường giả làm Hiền Vũ, đột nhiên quật khởi bá đạo tác phong, thực lực cường đại tuyệt mỹ dung nhan, nữ tính thân phận, đều đặt vững hắn trở thành toàn bộ Thiên Long Tinh thần tượng cơ sở. Đáng tiếc rằng bọn hắn không biết là làm cho thần tượng bản thân nàng tại dạng này tiếng hoan hô bên trong, tâm tình có thể cũng không thể nào vui vẻ đó. Lam Hiền Vũ tốc độ chạy rất nhanh, hắn thật sự là không muốn tại đây gieo hò bên trong dừng lại quá lâu. Hắn cũng bất bác sĩ, hắn cũng không muốn dạng này. Nhạc Thúc Thúc mặc dù trước kia cũng là thần tượng, có thể cái kia dù sao cũng là ban đầu hình dạng, ban đầu giới tính, chính mình này tính là cái gì sự tình.